Ok, chào trường. Hello, anh như đầu lần này thì nhà trường đang có cái chương trình là muốn phỏng vấn và có một số ý kiến của các bạn tiểu học viên đã tốt nghiệp ra trường thì đang đi làm, xem là về công việc hiện tại của bạn như thế nào này, thứ hai nữa về trong cái quá trình phát triển tiếp theo của nhà trường ấy, thì những cái đóng góp ý kiến của các bạn là một trong những cái nhà trường đang lưu tâm để cập nhật thêm, đổi mới thêm trong chương trình của nhà trường. Cái tình đầu tiên thì em có thể là giới thiệu đôi chút cho các bạn cùng biết được là họ và tên của mình này, thì học viên lớp nào, thì tại là công việc của em là đang ở đơn vị nào. Em là trường trường viên lớp CP10. Hiện tại em đang làm ở công ty cổ phần quản lý năng lượng. Và bây giờ em là lập trình các phần mềm cho ngành điện. Đây là cho ngành điện. Trước đây thì anh cũng được biết là trường là làm ở bên FPT. Thì cái đợt đấy thì em làm FPT là cái vị trí công việc của mình là như thế nào? Đợt đấy là em làm về mạng con em, làm mạng con điện. Bây giờ em làm về Angola và Angola làm sao? Thế thì theo em thì để mà phát triển được trong Angola chẳng hạn, thế thì cái cốt lõi nhất để mà các bạn có thể tham gia được vào cái lĩnh vực đấy là yêu cầu nhất là về cái gì? Và là ngoài thời gian học trên trường, chủ yếu là sẽ phải học nhiều, xem đâu, xem tài liệu trên mạng, xem tài liệu ở cái trang chủ, nó xem tài liệu trang chủ không hiểu thì có thể xem bên ngoài. Nhưng vui nhất là xem tài liệu trang chủ, nó nên học đọc với cách là đọc hiểu tiếng Anh. Thế thì khi em mới tốt nghiệp em xin ở FPT ấy, thế thì em gặp cái khó khăn nào thì trong quá trình đi xin việc công, về công nghệ này, về các kỹ năng chẳng hạn? Rất là may mắn là khi mà em vào FPT, em vào professor, trong đấy thì em được đào tạo phần giảng công nghệ và kỹ năng. Về công nghệ thì nói về công nghệ thông tin, công nghệ vẫn là tự học là chủ yếu. Trên lớp thì thầy giáo chỉ cho những cách đối tập để phát triển thêm, tự học để phát triển thêm. Còn về kỹ năng thì kỹ năng giao tiếp và kỹ năng tìm kiếm là một cái là hai cái quan trọng, người ta thái độ mình làm việc nữa. Thế thì trong cái quá trình mình học ở nhà trường ấy, đây là các cái mô đun mà các em phải bảo vệ ấy, đây là, và cái trong quá trình học là ở trường mình nó cũng khác so với cả một số cái đơn vị đào tạo khác, là về cái mài bảo vệ của chúng ta cũng nhiều hơn, đúng không? Thế thì trong cái quá trình như thế thì em đánh giá như nào về cái các kỹ năng mà có được ở trong các cái mài bảo vệ đấy? Kỹ năng có được em như là những cái rất là đơn giản mà thầy đã ở trên lớp thầy giảng rồi. Nên là làm đơn giản, làm cái mình hiểu thôi. Có thể không cần phải cao siêu hay cao top trên mạng cả. Chỉ cần làm cái gì mình hiểu, tự tin nhất thì mình làm. Không nhất thiết nó phải hoành tráng. Không, nhưng mà nó có, bởi vì mà em làm bài bảo vệ đúng không? Vâng. Là mình thường phải làm theo nhóm. Vâng. Thế thì trong cái quá trình mà học ở này, trước học ở trường thì cái quá trình mà mình phân chia cái công việc thì nó hiệu quả hay không? Phân chia thì em nghĩ là phân chia nghĩa là do liên kết giữa mọi người trong thế nào, đúng rồi. Phân chia thì chủ yếu phải trong team có một người gọi là đủ còn và đủ nặng để gánh thành viên còn lại, cầm trình đấy, đúng không? Team mà đều không có đấy, cái những cái thứ hai là phải có một bạn sốc tinh thần hay chủ yếu thôi. Vậy thì theo em thì đối với các bạn học viên bây giờ thì là cần phải trang bị những cái gì để mà bước vào cái thị trường việc làm hiện nay? Và học tốt những cái cơ bản và được nhân dân, cái cơ bản nhất là chắc. Cái thứ hai là vấn đề giao tiếp, là thái độ không quan trọng bằng trình độ. Vấn đề giao tiếp bên ngoài giữa các thành viên trong nhóm và hoặc là các thành viên trong team đấy, có thể mình không biết, đầu tiên tìm hiểu không được thì hỏi. Các em vẫn phải tìm được rồi. Ok em. Vậy thì bởi vì là trong thời gian tới thì nhà trường cũng đang có những một số cái
chương trình mà để luyện cho các bạn cái kỹ năng mà khi mà đứng trước nhà doanh nghiệp ấy, ví dụ như là cái kỹ năng làm một cái CV là cho thật đẹp này, cái thứ hai về kỹ năng về trả lời phỏng vấn này. Thế theo em thì bởi cái đợt mà khi cái khóa của mình học đúng không, là nhà trường đó là cái chương trình đấy là nó cũng chưa được phát triển triệt để. Vậy thì em cái đấy nó có quan trọng đối với bản thân khi đóng em đóng vai mình là một học viên sắp ra trường đấy, thì nó có quá quan trọng hay không? Không, theo em mà khoảng tầm 50%, 50%. Thì cái CV, thì mình viết những cái project thực tế có thể ở bên ngoài như đi phỏng vấn một người mới ra trường để ở kinh nghiệm ở lâu, kinh nghiệm mới ra trường biết đúng không, nhưng mình có thể cái CV mình ghi những project mình đã làm và những bài tập nhỏ mình đã làm thực tế, và những cái đấy mình tự thì mình nói thôi, không cần phải có kinh nghiệm. Em làm được hai chỗ, mình nói em đây ở trên lớp em làm bài tập này, em làm ở phần này thế này, đấy là kinh nghiệm đấy. Kinh nghiệm là những cái bài tập lớn, bài tập nhỏ trên lớp. Thế thì trong thời gian này thì bắt đầu các hội sinh viên của mình ấy là các bạn bắt đầu hoạt động rất là mạnh rồi, có những câu lạc bộ như câu lạc bộ học tập này, câu lạc bộ thiện nguyện văn nghệ hay là về thể thao vân vân. Thế thì đối với câu lạc bộ học tập là nhà trường đang rất là quan trọng về cái câu lạc bộ đấy, vì là ở đây là có hiện tại là có một số là kiểu học viên là cũng đang bắt đầu về sinh hoạt, tức là những người đi trước là truyền tải hướng dẫn cho những người đi sau. Thế trong thời gian tới nếu mà em rảnh được thì là cũng mong muốn là trường có thể là hỗ trợ đối với cái hội đấy, là mình về có chút thời gian về để hướng dẫn cho các em một số kỹ năng hoặc một số cái nền tảng công nghệ đấy, thì em có sẵn sàng không? Trong thời gian tới thì em sẽ hoàn thành tên và được em tập hàng. Rồi, ok. Hôm nay rất là cảm ơn em đã có chút thời gian là dành cho nhà trường là có thể chia sẻ nói lên một số cái suy nghĩ của mình. Và cũng xin thay mặt nhà trường là xin chúc em cùng gia đình là luôn luôn mạnh khỏe, và chúc công việc của em là ngày càng phát triển. Cảm ơn rất là nhiều. Yeah.